Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ ba ngày 6 tháng 2 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tặng quà tại tỉnh ta. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên dự hội nghị tổng kết xây dựng Đảng tại huyện Khói Châu. Sôi động thị trường hoa ở Văn Giang những ngày cuối năm. Một hộ thu hoạch nhãn trái vụ cho hiệu quả kinh tế cao. Tết sớm trên các đảo Tây Nam Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Nguyên đán, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng quà cho hộ nghèo công nhân lao động trên địa bàn huyện Văn Lâm. Cùng dự có đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại tá Đỗ Đình Hào, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm gửi lời chúc mừng năm mới và nhấn mạnh tầm quan trọng của công nhân lao động đối với việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như của cả nước. Đồng chí kêu gọi, trên tinh thần lá lành đùm lá rách, bà con nhân dân luôn đoàn kết yêu thương giúp đỡ nhau và có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương đất nước. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Bí thư tỉnh ủy gửi lời cảm ơn tới Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quan tâm tới người lao động và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, thông qua hoạt động tặng quà vừa là động viên vừa nhắc nhở lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo Đảng, chính quyền cũng như các cấp Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện tốt công tác chính sách xã hội nói chung, đặc biệt chăm lo cho công nhân gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục sâu sát có nhiều hoạt động quan tâm đến người lao động trên địa bàn tỉnh. Tại đây, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao 130 suất quà cho người lao động và hộ nghèo trên địa bàn huyện Văn Lâm. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã về thăm hỏi động viên tặng quà các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam tại xã Đa Lộc, huyện Ân Thi. Cùng dự có đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy. Thượng tọa Thích Thanh Hiện, Trưởng ban Trị sự Hội Phật giáo tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ tặng quà, đồng chí Nguyễn Văn Phóng gửi lời chúc sức khỏe gia đình hạnh phúc, mong các gia đình hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam nỗ lực cùng nhau vượt khó, đoàn kết chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Chúc mọi gia đình đón xuân Mậu Tuất 2018 vui vẻ, an toàn. Cùng với các tổ chức như Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Phật giáo tỉnh và các đơn vị tài trợ như chi nhánh Vietcombank Hưng Yên, tập đoàn Big Group đã trao tặng 172 suất quà cho các hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam của 4 xã Đa Lộc, Tiền Phong, Nguyễn Trãi và Văn Huệ, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Sáng nay, huyện ủy Khói Châu đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tới dự có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Dự phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ huyện Khói Châu đã đạt được trong năm 2017. Đồng chí yêu cầu một số vấn đề trọng tâm mà Đảng bộ huyện cần quan tâm, trong đó năm 2018 được các cấp ủy xác định là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương khóa 12 và là năm đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đẩy mạnh toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ phù hợp với tình hình mới. Các cấp ủy Đảng trong toàn huyện Khói Châu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là chi bộ nông thôn, duy trì tốt việc cử cấp ủy viên tham gia sinh hoạt với chi bộ để nắm chắc thông tin, xử lý kịp thời tình hình ở cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận của Đảng. Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, huyện ủy cần tập trung lãnh đạo chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị và hiệu quả, khuyến khích phát triển các mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản, chăn nuôi xa khu dân cư, bảo đảm vệ sinh môi trường, thu hút tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn.
sáng nay huyện Phù Cừ tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Minh Ngọc nhấn mạnh năm 2018 là năm có ý nghĩa quan trọng, vì vậy ngay từ đầu năm, huyện Phù Cừ cần tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, phát động các phong trào thi đua trong các ban ngành đoàn thể. Trong đó, trước mắt, tập trung bảo vệ hoa màu vật nuôi, phục vụ Tết, không để xảy ra dịch bệnh. Tranh thủ thời tiết thuận lợi để làm đất gieo cấy vụ xuân kịp thời vụ, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên mọi tuyến đường. Tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội lâu dài, thì cần phải thống nhất với nhau về quan điểm thúc đẩy hơn nữa việc thu hút, tiếp nhận đầu tư và giải phóng mặt bằng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Tích cực chủ động tích tụ ruộng đất, lựa chọn các cây trồng vật nuôi cho giá trị kinh tế cao, mạnh dạn đầu tư ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất. Trong quá trình thực hiện, các chi bộ, đảng viên cần đặc biệt chú ý đến công tác gương mẫu đi đầu. Ngày 6 tháng 2, Thành ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng và gặp mặt Xuân Mậu Tuất 2018. Đồng chí Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố về dự và triển khai nhiệm vụ. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi mục tiêu chủ yếu mà thành phố đặt ra trong năm 2018, đòi hỏi sự đoàn kết, nỗ lực quyết tâm cao từ thành phố đến cơ sở. Bí thư Thành ủy mong muốn người đứng đầu các cấp các ngành cần phải nêu gương đi đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, chấn chỉnh tác phong, nâng cao trách nhiệm trong công việc, trong giao tiếp, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, tạo sự chuyển biến trong chương trình chỉnh trang gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị ở từng tuyến phố. Các đồng chí cán bộ cơ sở tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tích cực, năng động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo vận động quần chúng nhân dân để tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức thực hiện, đưa các nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống. Sáng nay, Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác thuế năm 2017, triển khai công tác thuế năm 2018. Sự hội nghị có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2017, Cục Thuế tỉnh tích cực cải cách hành chính thuế, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Tổng thu nội địa toàn tỉnh đạt hơn 8.600 tỷ đồng, vượt 10,1% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 28,6% so với cùng kỳ. 11 trên 14 chỉ tiêu hoàn thành dự toán, 12 trên 14 khoản thu sắc thuế tăng so với cùng kỳ. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh đánh giá cao kết quả ngành thuế đạt được trong năm qua. Đồng chí yêu cầu ngành thuế nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường thanh tra kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế, phấn đấu hoàn thành vượt tối thiểu 5% dự toán pháp lệnh. Sáng nay, Ban chỉ đạo điều hành chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các tổ chức chính trị xã hội, Tổ chức xã hội nhân đạo tỉnh, tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các tổ chức chính trị xã hội, Tổ chức xã hội nhân đạo tỉnh năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Hòa đề nghị thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, Tổ chức xã hội nhân đạo tỉnh thực hiện tốt chức năng tham mưu với cấp ủy chính quyền và phối hợp thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận của các ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang. Phối hợp thực hiện tốt chủ đề năm dân vận chính quyền, xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp cụ thể chi tiết, tham gia hoạt động tích cực vào các chương trình phát triển kinh tế xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sáng nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác lao động người có công và xã hội năm 2018. Sự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu năm 2018, ngành lao động thương binh xã hội tỉnh cần thực hiện tốt các chương trình giải pháp nhằm tạo đột phá trong công tác lao động việc làm, giảm nghèo, trong đó tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ cụ thể là thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Tập trung đổi mới công tác đào tạo nghề, tham mưu với tỉnh làm tốt công tác xuất khẩu lao động, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới và phòng chống tệ nạn xã hội. Tiếp tục đổi mới công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng quản lý điều hành kiểm tra giám sát và xây dựng quy chế trong việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra, nhất là lĩnh vực nhạy cảm bức xúc. Tăng cường chủ động phối hợp với các sở ngành huyện, thành phố, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác của ngành. Tại hội nghị, đã có nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017, được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Những ngày này, thị trường hoa ở huyện Văn Giang đã và đang thực sự sôi động. Trên khắp các cánh đồng hoa ở Văn Giang tấp nập cảnh mua bán vận chuyển hoa, không chỉ có các lái buôn đến từ khắp các tỉnh thành phía Bắc mà còn khá nhiều người đến tìm mua và tham quan. Được biết, diện tích trồng hoa của huyện Văn Giang năm nay là trên 300 hectare nhưng vẫn không đủ để cung cấp cho thị trường. Theo các nhà vườn thì ngoài những loại hoa thông thường như lily, dạ yến thảo, phong nữ, đèn lồng, lan hồ điệp thì lượng hoa tiêu thụ mạnh nhất là hoa trà, hải đường và các loại hoa hồng cổ trồng trong chậu. Giá bán trung bình mỗi giỏ hoa thông thường có giá từ 30 đến 50 nghìn đồng và từ 500 đến 700 nghìn đồng một cây hoa trà, hải đường, hoa hồng. Bình quân thu nhập đạt khoảng từ 300 đến 500 triệu đồng một hecta một năm. Những vườn hoa chất lượng cao cho thu tới trên 1 tỷ đồng một hecta một năm. Và để đa dạng mẫu mã đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, các hộ kinh doanh ở đây còn nhập về rất nhiều các loại hoa cây cảnh, cây kiểng của các địa phương khác như Đà Lạt, Sa Đéc, một số loại hoa nhập từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hà Lan. Cũng như các làng trồng hoa khác, làng trồng đào Tết truyền thống thôn Phú Đa, thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào lại tấp nập khách đến đặt mua đào về chơi xuân. Làng trồng đào Tết thôn Phú Đa, thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, vụ này có tổng diện tích 10 hectare với 30 hộ. Theo các chủ vườn đào tại đây cho biết, giá mỗi cây đào trung bình dao động từ 2,5 đến 3 triệu đồng một cây. Cây đào thế đẹp và hội đủ các điều kiện như nhiều hoa, nụ, quả và chồi xanh có giá từ 5 đến 7 triệu đồng một cây. Đến thời điểm này, 65% số cây đào tại đây đã được đặt mua và thuê cây. Ước tính toàn thôn có doanh thu từ bán và cho thuê cây đào Tết khoảng 10 tỷ đồng. Trong cái giá lạnh của mùa đông, cây cối miền Bắc đang thu mình lại thì tại vườn nhãn của gia đình anh Ngô Văn Chiến, thôn Cốc Khê, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động vẫn cho sai quả và sắp bước vào vụ thu hoạch. Hiện gia đình anh Chiến trồng 2 mẫu với 200 gốc nhãn lồng Hương Chi. Thay vì nhãn lồng ra hoa vào dịp đầu năm, chín vào giữa hè, thì anh Chiến lại xử lý để cho cây nhãn ra hoa vào cuối mùa hè và có nhãn chín vào những ngày cuối mùa đông lạnh giá. Theo anh cho biết, thì vườn nhãn nhà anh bắt đầu cho thu hoạch từ ngày 23 tháng 11 âm lịch đến ngày 20 tháng 1 âm lịch. Ước tính vườn nhãn nhà anh cho thu 10 tấn quả. Đến nay đã có thương lái đặt mua với giá bán 70.000 đồng một kg, từ vụ nhãn này cho gia đình anh thu 700 triệu đồng. Như chúng tôi đã giới thiệu, trong chuyến đi thực tế tại vùng biển phía Tây Nam của Tổ quốc, nhóm phóng viên của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên đã ghi lại không khí vui Tết đón xuân sớm ở một số điểm đảo tiền tiêu này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo kế hoạch, đoàn công tác của vùng 5 Hải quân cùng một số lãnh đạo đoàn thể một số tỉnh phía Nam lần này sẽ đến thăm tặng quà Tết, động viên cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở 5 điểm đảo là Hòn Đốc, Nam Du, Hòn Chuối, Hòn Khoai và Thổ Chu. Các điểm đảo này đều nằm trên tuyến biên giới biển phía Tây Nam, có vị trí địa lý đặc biệt quan trọng trong việc quan sát các hoạt động trên biển, phục vụ việc bảo vệ chủ quyền của đất nước. Đoàn công tác gồm lãnh đạo vùng 5 Hải quân, đại diện lãnh đạo 9 tỉnh, thành phố Cà Mau, Kiên Giang, An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp, Bình Dương, Đồng Nai và thành phố Cần Thơ. Cùng đi có 37 phóng viên các cơ quan báo chí trung ương, địa phương. Điểm đến đầu tiên là quần đảo Hải Tặc thuộc xã Tiên Hải, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.
Nơi đây từng là nơi trú ngụ của bọn hải tặc những năm trước kia. Quần đảo gồm 14 đảo lớn nhỏ với khoảng trên 400 hộ dân với gần 2.000 nhân khẩu sinh sống bằng nghề đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản. Vài năm gần đây, quần đảo này đã bắt đầu chuyển hướng sang làm du lịch. Tại đây, đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết trạm radar 625 cùng các lực lượng và nhân dân trên đảo Hòn Đốc. Trong không khí những ngày giáp Tết, những món quà chứa đầy tình cảm quân dân đã được trao tới cán bộ chiến sĩ đang và sẽ làm nhiệm vụ trong dịp Tết, trong đó gửi gắm niềm tin tuyệt đối với các chiến sĩ nơi biển đảo. Cán bộ chiến sĩ đến chỉ huy thì đều một đồng lòng chuẩn bị cái công Tết giao thật là ứng cứu tình cảm, làm sao đủ tính chất là để có không khí Tết làm sao đủ đầy đủ của ba miền Bắc Trung Nam. Cái tinh thần sẵn sàng chiến đấu thì vui đón Tết xuân nhưng mà không bao giờ quên nhiệm vụ. Cái trực sẵn sàng chiến đấu này thì là Đảng và quân đội đã giao cho toàn bộ cán bộ chiến sĩ đây thì lúc nào cái nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu cũng đặt lên hàng đầu. Chia tay Hòn Đốc, đoàn công tác đến quần đảo Nam Du thuộc tỉnh Kiên Giang gồm 21 đảo có hai xã An Sơn và Nam Du với khoảng 12.000 nhân khẩu. Đời sống chính vẫn là nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản. Với vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ, được thiên nhiên ban tặng vài năm gần đây, du lịch trên quần đảo này đang phát triển mạnh. Ngoài trạm radar, đồn biên phòng, trên đảo còn có ngọn hải đăng nằm trên đỉnh Hòn Lớn, được xem là ngọn hải đăng cao nhất Việt Nam. Sau khi gặp gỡ trao quà cho cán bộ chiến sĩ trên đảo, đoàn công tác đã dự buổi vui xuân đón Tết sớm trên đảo. Có thể nói không khí vô cùng ấm áp, sum vầy với đông đảo nhân dân trên đảo cùng đến chung vui. Sau bữa cơm tràn đầy tình cảm là chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ với những ca khúc mùa xuân rộn ràng. Điểm đến tiếp theo của đoàn công tác là đảo Hòn Chuối và Hòn Khoai thuộc tỉnh Cà Mau. Đảo Hòn Khoai hiện không có dân ở, còn đảo Hòn Chuối có hơn 50 hộ dân với chưa đầy 200 nhân khẩu. Dù ở nơi xa xôi, điều kiện khó khăn, nhưng mùa xuân nơi đây dường như sớm hơn, không khí chuẩn bị Tết khá nhộn nhịp, với đầy đủ các món ăn truyền thống như bánh chưng, giò, mâm ngũ quả được các chiến sĩ chuẩn bị chu đáo. Và hôm nay, đoàn công tác đã mang đến hơi ấm của mùa xuân của đất liền nhằm tiếp thêm sức mạnh, ý chí tinh thần của cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ trên các đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Cảm động trước tình cảm của đất liền với các chiến sĩ nơi hải đảo, Thiếu úy Trần Đình Khoa, trạm phó trạm radar 595 Hòn Khoai đã bày tỏ tình cảm suy nghĩ và nhắn gửi tình cảm của đảo với đất nước. Đối với những người chiến sĩ radar, vùng biển, vùng trời, Tổ quốc là thiêng liêng, bất khả xâm phạm và trách nhiệm của các anh là cảnh giới vùng trời, vùng biển đó. Tại trạm radar 615 trên đảo Hòn Chuối, chúng tôi gặp hạ sĩ Bùi Văn Cường, quê ở xã Hưng Long, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Cường tâm sự, đây là năm đầu tiên Cường đón Tết xa nhà mà lại đón ở đảo, vì vậy không thể tránh khỏi nhớ quê hương, gia đình, bè bạn. Tuy nhiên, được sự quan tâm chu đáo của đơn vị, hơn nữa không khí đón Tết Nguyên đán ở những nơi hải đảo như đến sớm hơn ở đất liền, với đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần, đã không chỉ giúp Cường nguôi đi nỗi nhớ mà còn tạo động lực để rèn luyện phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây là năm đầu tiên tôi phải ăn Tết xa nhà, phải ăn Tết ở đảo. Nhưng mà ăn Tết cùng với anh em trong đơn vị tổ chức Tết thì mình cũng vui và cũng không nhớ nhà lắm. Nói chung là vui anh ạ. Em xác định yên tâm tư tưởng hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc tốt ở đơn vị sang năm về bố ăn Tết bố mẹ. Điểm đến cuối cùng mà đoàn công tác ghé thăm là cụm đảo Thổ Chu thuộc huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Cụm đảo gồm 8 đảo lớn nhỏ với khoảng 2.000 người dân sinh sống. Đảo Thổ Chu tiếp giáp với biên giới biển các nước Thái Lan, Campuchia, Malaysia, có đường hàng hải quốc tế đi qua. Vì vậy, đảo có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc theo dõi, quan sát các hoạt động trên biển.
Đến với các chiến sĩ trên trạm radar này, chúng tôi không chỉ được chứng kiến tinh thần làm việc hăng say, trách nhiệm cao với quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, mà còn được chung vui đón xuân sớm với cán bộ chiến sĩ các lực lượng trên đảo. Để đạt được hiệu quả cao nhất trong thời gian thực hiện chiến dịch diệt chuột vụ xuân năm 2018, mục thông tin cùng nhà nông tuần này, chúng tôi xin hướng dẫn tới quý vị và bà con biện pháp diệt chuột của Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh để bà con nông dân cùng tham khảo và áp dụng. Nhằm ngăn chặn tác hại của chuột gây ra đối với sản xuất lúa xuân 2018, ngay từ đầu vụ, Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh đã xây dựng kế hoạch diệt chuột diện rộng vụ xuân 2018. Theo đó, tổ chức diệt chuột tập trung đồng loạt, chú trọng những nơi có mật độ chuột cao như Gò Đống, Chân Đê, khu công nghiệp, trang trại, bờ mương, trong đó thực hiện quyết liệt ở giai đoạn đổ ải. Do đặc tính của chuột là thường đi một đường nên bà con cần kiểm tra nếu khu vực xuất hiện vết chân chuột mới tiến hành đặt bả sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Chọn mồi bả thì ta chọn mồi là thóc ngâm thành mộng mạ hoặc là luộc để nứt nanh ráo khô và trộn thuốc. Với tỷ lệ là 1 kg thuốc sẽ được 25 kg bả. Tương ứng với 15 kg thóc khô trước khi luộc hoặc là ngâm thành mỡ mạ. Và phương pháp đặt thì căn cứ vào mật độ chuột ở từng khu vực mà chúng ta sẽ đặt với cái mật độ mồi bả dày hay là thưa là phụ thuộc vào cái sự hoạt động của chuột ở cái khu vực đó. Nơi mà chuột hoạt động nhiều thì chúng ta đặt cái mật độ bả sẽ dày hơn. Mỗi bả ta đặt khoảng 15 cho đến 20 gram trên một bả. Bà con lưu ý trong quá trình sử dụng thuốc RAT K2% cần tuân thủ các quy định sau. Người trực tiếp trộn thuốc và đặt bả phải sử dụng bảo hộ lao động, đeo khẩu trang và găng tay, không đặt bả gần nguồn nước sinh hoạt trong chuồng trại chăn nuôi, tổ chức thu gom bao bì thuốc chôn xác chuột chết đúng quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường. Trong trường hợp ngộ độc do tiếp xúc với thuốc, phải kịp thời chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất.